Hôm nay mình làm mình sẽ hái mướp. Con nói đi, hôm nay mình sẽ hái mướp. Hôm nay mình sẽ hái mướp. Đâu các ông bà, cô chú bác, anh chị, confident nó to lên. Ok, hôm nay mình sẽ hái mướp nha quý vị. Nhà mình có mấy trái mướp nó to rồi, giờ mình sẽ hái vô mình nấu canh cho mình để nữa là nó sẽ già. Cái vàng mướp này là cái vàng mình tự chế. Thì có cái vàng đó, mình cứ bắt nó lên đại thôi. Còn bầu á, mình không có chỗ mình làm vàng, mình thả cho nó bò dưới đất luôn. Bầu nó bò dưới đất được, không nhất thiết phải làm vàng. Tại mình ở dưới quê, mình thấy người ta là trồng bầu, người ta không có làm vàng đâu. Chỉ có mình thấy bên Mỹ họ mới làm bầu trên vàng đi. Mỹ thì có khác Việt Nam chút. Còn mướp á, thì mình lên vàng cho nó. Thì đây là vàng mướp, nhưng mà cái dây bầu nó cũng ké ở trên đó nữa, nó bò lên, mình không ngăn cản nó được. Bây giờ mình đi hái mướp. Có một cái dây mướp này nè, có trái mướp bự nè, để cho nó già luôn, để mình làm giống. Cái mướp này mình mua ở ngoài bonsa đó quý vị. Mình ra cái cô ở ngoài bonsa có bán một chậu dăm ở trong cái ly như vậy nè, 6 đồng, được 4 cây mà mình về mình chăm hoài. Mình kêu sao không biết nó có lớn không, nhưng mà giờ nó lớn á. Hồi đó mình mua cái cây mướp của nó bằng cái tâm nhang như vậy nè, đó, bằng cái tâm này nè. Bây giờ cái dây của nó bự lắm đó, một dây thôi đó mà bây giờ là 6 trái, 5-6 trái dắt ở trên cái dây đó, nó bò lên cái cây bên hàng xóm luôn. Dạ không, cầm cho mẹ, cầm cho mẹ đi con, cầm cho mẹ. Trời ơi, chị thấy người mẹ thôi. Dễ hả? Bà đi bơi. Sáng ra không kịp làm gì hết. Em hái nè, nó già hết rồi nè. Con dơ coi, hai trái hàng hai cầm bự hơn tay con nữa. Bảo ăn ít quá, dơ cái tay lên coi. Hai trái mướp mà bự hơn tay. Ồ mày, trái mướp chân để bự hơn luôn nha. Cái trái này luôn nấu nồi canh nè. Đây trái nữa nè, báo được 3 trái rồi bạn. Trái này hơi nhỏ nhưng mà không hái, sợ nó già đó. Ok, bây giờ mình đi bơi, lát về mình hái tiếp, mình hái rau. Cầm đi con, đi vô con. Bye bye. Bye bye. Tiếng này tới lại. Lan sẽ cho một muỗng cà phê muối vô khoảng 2 lít nước để mình ngâm cái mướp, cho cái mướp mình nó ra cái chất đen á. Hôm nay Lan sẽ làm món mướp xào tỏi để mình ăn cơm. Mướp này rất là non luôn á, trái mướp này chưa có tượng hột nữa. Thì cách Lan gọt á là Lan dùng cái dao bào, mình gọt cái vỏ thiệt là mỏng và mình giữ cái lớp màu xanh lại. Nếu các bạn mà gọt sát quá còn cái thịt màu trắng á thì mình xào ra cái mướp nó không có giòn nữa. Gọt càng mỏng càng tốt quá các bạn. Mướp này mà mình muốn ăn ngọt đó, hoặc là bầu á, mình muốn ăn ngọt á, mình hái vô mình ăn liền thì nó ngọt. Còn mình hái vô mình để tủ lạnh á, bầu cũng vậy mà mướp cũng vậy, mình để nó lâu ngày nó sẽ không có ngọt nữa, mà cái hột nó sẽ lớn. Tuy rằng mình cắt xuống khỏi cây rồi mà cái hột nó vẫn lớn và nó vẫn già cái hột đó. Cho nên bầu và mướp mình mua ở chợ lúc nào mình thấy về nó cũng bị già hết trơn á. Mình nghĩ là lúc người ta hái non mà người ta để trong thời gian người ta bán đó thì nó sẽ bị già. Vỏ này mình sẽ đem ủ thành phân để mai mốt mình trồng cây lại cho tốt. Lan làm mướp xào thì Lan hay chẻ nó ra như thế này nè. Cục nào bự thì mình chẻ làm 6, còn cục nhỏ thì mình chẻ làm 4, tùy theo các bạn. Mình cắt khoanh tròn cũng được. Mỗi khúc cắt dài khoảng 4-5cm. Mướp này mình ngâm trong nước muối đó, các bạn thấy nó ra cái nước màu đen không? Nó cũng có cái nhựa. Cái nhựa này mình không ngâm nước muối, lát mình xào cái mướp mình dễ bị đen lắm. Mình để lâu là nó thâm. Bây giờ Lan sẽ chắc cái nước này ra, rồi xong rồi mình rửa sơ lại và mình đem qua mình xào. Trước khi xào thì mình chuẩn bị vài cái cọng hành, mình cắt khúc khoảng 2 đốt ngón tay. Lát nữa mình nêm cho nó xanh xanh. Mình chuẩn bị khoảng 10 tép tỏi đập dập và băm nhỏ. Lan có tỏi băm sẵn trong tủ lạnh rồi. Bây giờ mình cho vào đây một muỗng canh dầu để mình đi xào.
xào mướp rất là nhanh đó các bạn. Nếu mình xào nhanh á thì cái nước nó ra ít, mà mình xào nhiều lâu quá thì cái mướp mình nó sẽ bị nhão và nó chín, ăn nó không có còn đây, cái độ giòn nó sẽ không có ngon. Dầu nóng thì Lan sẽ cho một nửa tỏi này vô, đừng có cho hết, mình để lại mình nêm sau á. Tỏi đã bắt đầu thơm lên vàng vàng rồi, mình sẽ cho mướp vô mình xào. Đang xào cái lửa rất là lớn ha, lửa bếp này mình để lửa hết cỡ luôn. Đang sẽ cho mướp vô và mình đảo nó lên. Mướp xào mình vừa ăn mướp xào mà mình có thể làm canh luôn á, cái nước của cái mướp ăn rất là ngon, rất là ngọt. Và mình cho cái gia vị cũng đơn giản lắm, tại vì mướp tươi mới hái đó nó ngọt lắm. Giờ Lan sẽ nêm nếm vô trong này. Bây giờ mình cho vào đây một muỗng canh dầu hào. Nước nó bắt đầu nó ra rồi đó, mình nêm cho lẹ, làm lẹ tay. Một muỗng canh dầu hào. Mình xào lửa lớn á, thì cái nước nó cũng rút bớt, nó không có bị nhão nhiều nước quá. Lan sẽ cho vào đây một muỗng canh nước tương. Cho nước tương thì nó thơm cái mùi ngon lắm. Dầu hào đi với nước tương nó hợp hơn phải không mọi người? Mình cho nước mắm cũng được. Và mình cho một muỗng cà phê bột nêm gà. Giờ vậy thôi. Mình sẽ tiếp tục mình đảo trên cái lửa lớn cho đến khi nào mình thấy cái độ mướp nó đạt cái độ mềm mà mình thích á thì mình tắt bếp. Nhà mình thì ăn giòn giòn chứ không có ăn mềm nhão. Bây giờ mình thấy nó vừa rồi nè, Lan sẽ cho cái tỏi vô, còn cái tỏi một nửa hồi nãy đó mình cho vô hết luôn. Giờ Lan sẽ cho hành lá vô. Mình cho tỏi sau cùng đó, nó thơm lắm mà tỏi tươi ăn rất là tốt đó. Lan tắt bếp rồi đó các bạn, mình cho hành lá, mình cho tỏi vô là mình tắt bếp luôn. Bây giờ mình chỉ đảo nó lên cho nó cái hành mình nó chín một chút. Rất là xanh luôn mà ngon quá chừng luôn. Bây giờ mình sẽ cho nó gia vị và mình cho vài cọng hành ngò lên. Cho vài cọng ngò lên cho nó thơm. Và Lan chuẩn bị một chén nước tương ớt, khi mà ăn thì chấm rất là hấp dẫn á. Mướp thì mình chấm nước tương ớt nó ngon lắm. Còn cái nước này mình chan vô cơm mình ăn. Đó, đây là dĩa mướp để mình ăn cơm chiều. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi nha. Bye bye.